Đàn chó cũng mới mình mới cho ăn cơm xong các bạn, thì lựa ăn ngán ngẩm luôn, ăn chừa ê hề nè. Thì mấy mấy đứa này không chịu vô chuồng nên là mình cho ở đây. Ăn cơm giò heo nè các bạn, còn giò heo thịt cá rồi phổi gan rồi mình cắt nhuyễn nhuyễn ra đó ăn, rồi còn cơm ê hề nè. Xin chào bạn trở lại kênh của Tính Mập TV, thì chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ. Thì xin đã tới rồi thì chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân, và có nhiều thành công trong công việc. Thì hôm nay mình ghi hình là cho các bạn xem đàn chó được ăn cơm no đủ rồi đó, thì vui vẻ quây quần bên nhau đó. Thì mình sẽ quay đằng sau luôn, mấy đứa đằng sau nghêu ngao rồi, mỗi đứa mỗi cảnh mỗi vẻ rồi. Đứa é đồ ra kìa. Cái thằng bò sữa là rộn ràng chưa nhất đó các bạn đó. Thì tới rồi, bông mai nở rồi các bạn ơi. Mình xuống trước 2 cây để coi thời tiết nó lạnh hay nó nóng, mình xuống cho đúng ngày nở cho đúng Tết. Đây lúc kia bất hợp. Rần rần đó. Thì nhà mình có buổi chiều có mấy cái bông cúc nở rồi nè, đẹp chưa. Bông hồng cũng nở gần hà nè các bạn, mà tại mình bẻ mình cho nó lật qua bên để mình nó lòi cái mai ra. Ở nhà mình là chỉ có cây mai thôi, bình thường là lá không, mà nhìn cái dây nhà u ám. Bông không nè đó. Đằng đây cái chuẩn bị có một bông nở nữa. Ở đây có trái mít thơm nữa rồi đó. Chín rồi các bạn ơi, thơm quá, thơm luôn, ba mình hái đó. Bất hợp nè, cưng nè. Rần 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 rần. Rồi đứng em. Cái thằng bò sữa nó rần 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 nó đòi ra các bạn. Cơm no không mà lại thấy tụi con bỏ mứa không vậy hả? Làm gì bỏ mứa cả đám mà. Nhớ cha cũng cho ăn đồ ăn nhiều mà cơm cũng nhiều, bữa nay cha nấu cơm dở hay sao mà ăn bỏ mứa hả? Ngoan đây, ngoan đi, mai cha chở đi chơi. Rồi
Nó chiều đàn cún được nhốt hết rồi các bạn. Có một bộ sữa là rần nhất à. Đó, giờ thấy không có đứa nào ở đây hết à. Mà mình quay quang cảnh nhà mình buổi chiều xong rồi mình đi làm các bạn. Chứ không có ở nhà thì nói chung là ráng làm bữa hay bữa nữa là nghỉ luôn. Để ở nhà với tụi nó các bạn. Chứ giờ ví dụ như hồi chiều hôm qua là mình đi làm là cái hồi tối Bách Hợp bị quấn cái dây vô giò nè, sưng cái giò lên nè các bạn, thấy sưng giò không nè, đi cà khập khiển nè, tránh ra để tôi quay phim coi nè, các bạn thấy sưng giò không nè, nè nó bị quấn cái dây chỗ vòng vòng nè, nè nó có cái tì luôn nè, các bạn thấy có cái tì không nè, vòng tròn là cái dây của cái ghế bố để trong trong cái chuồng đó các bạn, nó quấn thành đường thành lằn rồi các bạn, cái máu không lưu thông nó thì nó bị cái tình trạng này nè, nó thì nãy chở đi chích rồi, bác sĩ nó không sao, nó còn đi được là không sao, bữa hai bữa hết à, ghê thiệt. Quấn cái dây mà mẹ mình lại rồi nó táp mẹ mình, mẹ mình phải dùng cái kéo cắt cái dây từ 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 từ. Tối mình đi làm các bạn, không có nhà đó thì nghe la làng sớm rồi mẹ mình đi ra mở thằng pin ra, bởi vậy mình lúc còn có mấy ngày nữa mà không qua nổi nè các bạn, thấy không, đã dự định nghỉ rồi đó mà còn mấy ngày nữa mà không qua nổi đó thì mình phải nghỉ thôi, thì có ý định nghỉ rồi nhưng mà bây giờ là động lực nghỉ là quyết định nghỉ là nghỉ luôn rồi, chứ như vậy sao được các bạn, nửa đêm mà rần đó à, Bách Hợp cái sức chịu đựng ghê thiệt chứ, tội nghiệp nó. Mình mới chở đi bác sĩ rồi chăm sóc đầy đủ hết rồi, thì cho ăn uống thì vô chỗ bác sĩ mình mua 4 cái xúc xích cho Bách Hợp ăn luôn. Mà nãy tao không có quay quên. Ừ, cưng lắm. Trời ơi, con gái của tôi mà bị như vậy sao mà Tết mà đi đi mừng tiền lì xì đây ta. Hả? Còn có mấy bữa nữa mà không qua khỏi hả Bách Hợp? Còn dướng là cái nạn hả Bách Hợp? Đúng rồi, năm nay con nạn dữ thì chứ. Nạn bự bự không à? Ruby cưng em ha, ba chị nha, không có sữa chị nữa nha, không chị bị đau đó. Thì mong Bách Hợp lẹ hết rồi các bạn, để còn đi vui chơi Tết nữa. Tính dự định là tính chiều nay chở đi chợ chợ bông chơi nè, nhớ mà chưa về ráo sáng về là mẹ mình báo tin là giật gân rồi. Ừ. Kinh lắm đó. Đó. Chuyên gia nhảy leo trèo, trèo tới trèo lui trèo dính mấy cái cọng nhợ của trong cái ghế bố, rồi bắt đầu quấn qua quấn lại, mẹ mình kéo ra không được, không cho kéo, mẹ mình dùng kéo cắt. Trời ơi, làng ở sớm luôn, chắc bị giữa khuya hay gì á, bởi vậy rầu. Còn mấy ngày nữa không lẽ giờ nghỉ ngang chứ các bạn, chán thì chứ, nghỉ ngang người ta không có giải quyết bảo hiểm cho mình các bạn, nên mình cũng ráng chịu đựng kệ người ta làm, người ta cũng nói cũng sốc ốc lắm các bạn, thấy ghét lắm nhưng mà ráng làm các bạn. Tôi là sức chịu đựng tôi dữ dằn lắm, cao cực kỳ.
mà thua Bách Hợp. Bách Hợp là sư chịu đựng của Bách Hợp dữ dằn đó. Thì tối nay là bốn đứa này cảnh giác coi chừng em nha. Không cha mà nghe nói mà mấy đứa mà ngủ gục mà quên không cho quậy sữa cho Bách Hợp uống rồi nửa đêm rồi là cha về là cha là kiểm điểm đó nha. Không tết nhất rồi, cẩn thận nghe chưa, tay chân là lành lặn, đừng có chèo chèo chỗ này chèo chỗ kia rồi mất công cha nữa. Dần kem nè, anh cả là phải lo cho em út, nói tụi nó nghe hơn chưa, nghe chưa. Tối ngày bài tụi nó chạy chỗ này chạy chỗ kia rút chỗ nọ rồi ai mà lo cho nổi hả. Lớn là tết rồi, già nhất bầy, nghe chưa. Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Đó thì Bách Hợp mà cũng các bạn đừng lo thì ok rồi, bác sĩ nó ok không sao. Ăn uống rất là nhiều không sao hết. Đó thì có điều dặn như nó bị phiết cái dây các bạn thì chích thì nó tan ra giảm đau ok hết rồi. Thôi xin chào. Nè. Không, còn ngon lành, còn đứng chạy ngon lành, không có gì hết á. Nhưng mà tại vì nó bị uống nào không lần thôi. Còn lì lắm. Thôi xin chào và hẹn lại các bạn, chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ. Đó, thì các bạn xem nhớ chia sẻ video cho nhiều người xem và các bạn ra tham gia hội viên để cái kênh mình phát triển các bạn. Thôi xin chào.